Và bài tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập đệm hát bài Duyên Phận nằm trong quyển 40 bài đệm hát hay nhất của Việt Sang. Ai có sách rồi thì chúng ta sẽ lật ra trang 24. Ai chưa có sách thì chúng ta sẽ nhìn lên màn hình và tập cùng nhau. Style chúng ta cần đó là bolero hoặc rumba. Tempo chúng ta cần đó là 80. Tông nam sẽ là đô thăng thứ, mà chúng ta chơi rê thứ thì chúng ta sẽ trừ một thôi các bạn. Trừ một chúng ta là sẽ chơi đô thăng thứ, nhưng mà chúng ta vẫn đánh rê thứ nha. Nữ thì chúng ta cộng 5 lên thành son thứ cho dễ hát. Rồi, intro chúng ta sẽ cần hai tiếng, đó là tiếng lick sến và tiếng guitar sến. Chúng ta chuẩn bị sẵn cho hai tiếng cho bằng tiếng hai cái tiếng này trong băng đi ha, cho dễ chuyện chọn. Rồi ok nè. Chúng ta thấy dấu phẩy chúng ta lơ nhịp nhẹ ha. Dấu gạch dưới thì chúng ta sẽ đánh nhanh chút, dấu chấm chúng ta nghỉ một nhịp. Rồi ok, đơn giản ha. Rồi chúng ta sang thử nha. Rê rê về sẽ dán trưởng, đô rê đánh nhanh là gì gạch dưới. Fa đô về fa là đô gì đó. Đô là son, fa son là đô rê la la. Rồi, đổi tiếng nè. Son son ok, tiếng guitar sến ở dưới nè. Son son fa son à, la fa son la, đô son la, la đô rê mi. Son mi rê đô là rê. Son mi rê đô là rê. Rồi ha, cũng không có khó lắm đâu các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng đánh nha. Rê rê đô rê fa đô là đô, đô là son fa son là đô rê là. Đổi tiếng. Son son fa son la fa son la đô son la. Rồi chúng ta sẽ lót là đô fa rê đô la son la ha. Đô fa rê đô la đô đô thấp phá cao. Đô fa rê đô la son la. Rồi. Cứ sông rộng đường dài. Cành nhà nẻo đơn. Bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọng nhằn. Rồi chúng ta sẽ lót là đố la son lá pha mi rề ha. Đố la son lá pha mi rề. Ok. Rồi tiếp tục. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Thầm cầu mong em đâu bên cho yên một bông tiền. Ok, lót giống y chang câu trên ha. Giống y chang câu trên. Rồi. Lứa đôi tình duyên còn chưa lũ luyến, sợ người ta đến em không sau bao lời khuyên. Mi sánh mi rê đô là rê ha. Mi sánh mi chúng ta gạch dưới, chúng ta đánh nhanh chút là xong ha. Chứ bao lời khuyên. Rồi vậy thôi. Điệp khúc ta lót tiếng string. Tiếng string thì giống như mấy bài trước ha. Rồi chữ yêu lót ngay nốt rê ngay chữ yêu là đánh cùng một lúc hát nha các bạn. Chữ ra biết ra lần nào biết ra là đánh chữ đô ngay chỗ nốt ra. Làm sao biết trong đánh nốt son ngay chỗ chữ trong. Tình yêu như thế nào lót là đô rê là ha. Chẳng hạn như chữ yêu mà ngay chữ yêu mình đánh nốt rê luôn. Chữ yêu lần nào biết ra ngay chữ ra đánh đô ha. Làm sao biết trong ha, trong lên son là tình yêu như thế nào lót là đô rê là. Rồi đang thử nha. Chữ yêu lần nào biết ra làm sao biết trong tình yêu như thế nào là đô rê là. Tiếp tục. Đồng sâu là bao nào đó được đâu lòng người ta ai biết có dài lâu. Là lót mi phá rề mi. Rồi. Đó lót vậy thôi. Rồi câu sau cũng giống như câu đầu ha. Qua bao đó rê cái chữ bao ha. Sống trong đâu đâu là giống y chang câu trên ha. Rồi tiếp tục luôn nha. Dài lâu qua bao ngày ta sống trong bình an.
đọc giống câu kia ha, mi sánh mi rê đô la rê. Rồi hai câu dưới, hai câu kia giống hai câu đầu. Nhưng mà xong rồi chúng ta xong bài rồi các bạn nha. Rồi bây giờ sang đánh lại từ đầu cho các bạn kiểm tra lại nha. Xong nha các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.